Chào mừng quý vị khán giả đã đến với bản tin tổng hợp sáng thứ 6 ngày 12 tháng 1 của bóng đá 5G. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật sáng hôm nay. Messi mong chờ đại chiến với Ronaldo. Cuộc so tài giữa Inter Miami và Anas được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 1 tháng 2 tại Riyadh Cup, một giải đấu giao hữu các câu lạc bộ tại giải nhà nghề Mỹ và Saudi Pro League. Dĩ nhiên màn tỉ thí giữa Messi và Ronaldo chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Trên mạng xã hội, siêu sao người Argentina tỏ ra hào hứng với dòng trạng thái: "Tôi rất nóng lòng được trở thành một phần của Riyadh Season Cup cùng Inter Miami khi chúng tôi chạm trán các đội bóng hàng đầu của Saudi Arabia trong một giải đấu lịch sử." Bài đăng này của Messi trên Instagram đã thu hút hơn 3 triệu lượt like cùng hơn 20.000 bình luận. Trong khi đó, trên nền tảng Facebook là hơn 370.000 lượt like cùng 32.000 lượt bình luận và 3.200 lượt chia sẻ. Rõ ràng việc Messi lên tiếng đã hâm nóng cho trận cầu này, bất chấp phải 3 tuần nữa thì giải đấu mới diễn ra. Hiện tại cả Messi lẫn Ronaldo đều đang trong kỳ nghỉ. Messi thì nghỉ hết mùa giải 2023 ở Inter Miami, còn Ronaldo nghỉ giữa mùa 2023-2024 ở Anas. Vào ngày 20 tháng 1, Inter Miami sẽ đá giao hữu với El Salvador, nhưng Messi nhiều khả năng sẽ không thi đấu. Hơn một thập kỷ qua, Messi và Ronaldo đã tạo ra cuộc ganh đua long trời lở đất, được xem là trăm năm có một trong lịch sử túc cầu giáo. Cả hai đã ghi được rất nhiều bàn thắng, xô đổ vô số kỷ lục lớn nhỏ và bỏ túi hàng loạt danh hiệu tập thể lẫn cá nhân cao quý. Tuy nhiên, trong vài năm qua, Messi đã vượt lên Ronaldo. Cụ thể, Lambunga đã cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, điều mà CR7 chưa thể làm được. Ngoài ra thì Messi cũng đã có 8 quả bóng vàng, còn Ronaldo thì chỉ có 5. Ronaldo béo bị ép khen Cristiano Ronaldo giỏi hơn Messi. Vừa qua, streamer IsoSpeed có buổi giao lưu đặc biệt với Ronaldo de Lima. Tại đây, chàng trai sinh năm 2005 trầm trồ khi được tận tay sờ vào giải thưởng của bóng vàng France Football. Trong khi Speed đang mân mê quả bóng vàng, Ronaldo béo nói với vẻ khiêm tốn: "Tôi chỉ có 2 lần nhận giải thôi. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi còn có nhiều hơn." Speed không hài lòng khi Ronaldo de Lima nhắc đến tên Messi. Anh chàng người Mỹ chê siêu sao người Argentina là một gã lùn ngớ ngẩn, đồng thời yêu cầu Ronaldo de Lima khen CR7 giỏi hơn Messi. Tuy nhiên, Ronaldo béo đã trả lời rõ ràng: "Tôi yêu mến cả hai." Ronaldo và Messi là hai huyền thoại sống của bóng đá thế giới với tổng cộng 13 quả bóng vàng, 8 trong số đó thuộc về Messi. Bộ đôi này đã tạo ra kỷ nguyên thống trị giải thưởng của France Football từ năm 2008 cho đến năm 2017. Phải đến tận năm 2018, cổ động viên mới được chứng kiến một ngôi sao khác được vinh danh, đó là Luka Modric. Barcelona tranh mua Erling Haaland với Real Madrid. Gần đây đã xuất hiện thông tin cho biết Erling Haaland có điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu euro trong hợp đồng với Man City dành cho các câu lạc bộ bên ngoài nước Anh. Điều này đã khuyến khích cả Barcelona lẫn Real thực hiện động thái chiêu mộ siêu tiền đạo người Na Uy. Haaland không thiếu người theo đuổi nếu anh quyết định rời Premier League, nhưng chỉ có một số ít câu lạc bộ đủ khả năng ký hợp đồng với anh cũng như đưa ra mức lương mà chân sút 23 tuổi này yêu cầu. Sau Real, đến lượt Barcelona xem xét việc bổ sung Haaland vào đội hình, bất chấp vấn đề tài chính bất ổn. Gã khổng lồ xứ Catalan đang có ý định ký hợp đồng với cựu cầu thủ Borussia Dortmund khi đã liên lạc với đại diện của anh ấy. Sau khi gia nhập Man City với bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro từ Dortmund, Haaland nhanh chóng khẳng định đẳng cấp thế giới. Anh giành chiếc giày vàng Premier League trong mùa giải đầu tiên và góp công lớn giúp Man City giành quán quân lịch sử. Mùa này thì Haaland tiếp tục bùng nổ với 14 bàn ở Premier League chỉ sau 15 lần ra sân và 5 bàn ở Champions League chỉ sau 5 lần ra sân. Lisandro Martinez tái xuất trong trận đấu gặp Tottenham. Cách đây khoảng một tuần, Lisandro Martinez trở lại tập luyện cùng MU. Trước đó thì anh phải nghỉ thi đấu từ suốt tháng 10 cho tới nay. Cầu thủ người Argentina khi ấy tái phát chấn thương bàn chân, anh phải tiến hành phẫu thuật lần thứ 2 trong nửa năm để điều trị dứt điểm tình hình. Theo thông tin mới nhất từ tờ Daily Mail, quá trình hồi phục của Lisandro Martinez đang tiến triển tốt. Cầu thủ sinh năm 98 chạy đua với thời gian để kịp bình phục ra sân trong trận gặp Tottenham cuối tuần này. Dù vậy thì chắc chắn phía MU sẽ không nóng vội với trung vệ 26 tuổi. Họ muốn nhà vô địch World Cup 2022 chỉ trở lại thi đấu trong trường hợp đã hoàn toàn bình phục để tránh mọi rủi ro không đáng có. Trước đó, Luxor và Eriksen cũng đã sẵn sàng tái xuất trong trận đấu gặp Tottenham. Cả hai đều đã vắng mặt trong cuộc đối đầu Wigan vừa qua vì những lý do khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, những trường hợp dính chấn thương trước đó như Harry Maguire, Mason Mount, Casemiro cũng đã có thể trở lại tập luyện. Họ được dự báo sẽ sớm trở lại trong thời gian tới. Rõ ràng đây là một tín hiệu tích cực với MU. Nửa đầu mùa giải, Quỷ Đỏ bị ảnh hưởng lực lượng nghiêm trọng vì cơn bão chấn thương. Có những thời điểm danh sách bệnh binh ở Old Trafford gần đủ xếp thành một đội hình thi đấu. Đó là một trong những lý do khiến Quỷ Đỏ thi đấu không tốt và không có được thành tích khả quan. Arsenal nhắm thần đồng đá như Messi giải quyết vấn đề ghi bàn. Arsenal đã gặp khó khăn trước khung thành trong những trận đấu gần đây, nhưng Mikel Arteta đang hy vọng khắc phục được điều đó bằng cách ký hợp đồng với thần đồng người Brazil, người được ví như Lionel Messi. Theo nguồn tin từ tờ 442, Arsenal được cho là đang hy vọng giải quyết vấn đề ghi bàn của họ khi chiêu mộ Estevao William, 16 tuổi, được biết đến rộng rãi với cái tên Messiho do anh có phong cách giống với huyền thoại người Argentina.
Tài năng được thể hiện tại câu lạc bộ Palmeiras khiến anh được coi là cầu thủ Brazil vĩ đại tiếp theo. Và theo tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, Arsenal đang ra sức cạnh tranh để có được sự phục vụ của anh. Thực tế, câu lạc bộ phía Bắc London không phải là đội duy nhất theo dõi cầu thủ trẻ tuổi này. Khi Manchester City, Manchester United, Chelsea và Barcelona cũng đều thể hiện sự quan tâm lớn tới việc giành chữ ký của Willian. Báo cáo cho thấy gã khổng lồ Tây Ban Nha, Barca có thể là lựa chọn ưa thích của Estevao, người trước đây đã được đưa đi tham quan các cơ sở của câu lạc bộ cùng với cha anh. Cầu thủ 16 tuổi này đã có trận ra mắt đội 1 Palmeiras, nhưng do quy định của FIFA, anh sẽ không thể chuyển đến châu Âu cho đến khi tròn 18 tuổi vào tháng 4 năm 2025. Trước đó, Arsenal đã bị nhận một gáo nước lạnh từ Barca khi đội bóng Tây Ban Nha đã bỏ lại pháo thủ để có được chữ ký của Victor Roque, một tài năng Brazil khác. Roque là vua phá lưới tại giải vô địch U20 Nam Mỹ năm ngoái, nơi Brazil đã vô địch. Mikel Arteta đã có một trong những tiền đạo được công nhận nhất của Brazil, Gabriel Jesus, trong đội hình, nhưng huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang ngày càng thất vọng trước sự thiếu sắc bén của tiền đạo trước khung thành. Jesus đã phải vật lộn với chấn thương và chỉ ghi được 3 bàn thắng ở Premier League trong chiến dịch này, trong khi Eddie Nketiah tốt nghiệp học viện và bản hợp đồng đắt giá mùa hè Kai Havertz cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra bàn thắng hay kiến tạo. Pháo thủ đứng đầu bảng vào ngày Giáng sinh nhưng hiện đứng ở vị trí thứ tư, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm sau 3 trận thua liên tiếp và chỉ ghi duy nhất một bàn. Việc giải quyết vấn đề trên hàng công sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của Arteta nếu đội bóng của ông muốn nuôi tham vọng vô địch. Martial từ chối rời MU, tiền đạo Anthony Martial chỉ còn hợp đồng với MU tới 6 tháng tới. Ngay từ thời điểm hiện tại, anh nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều đội bóng ở châu Âu và cả Saudi Arabia. Tuy nhiên, tiền đạo số 9 đã từ chối tất cả. Anh quyết gắn bó với MU tới những ngày cuối hợp đồng. Arsenal sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng Zubimendi. Mundo Deportivo đưa tin gã khổng lồ Premier League Arsenal sẵn sàng trả điều khoản giải phóng 60 triệu euro cho tiền vệ Martin Zubimendi của Real Sociedad để ký hợp đồng với anh trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh mắc bệnh ung thư. Huấn luyện viên Sven-Göran Eriksson tiết lộ rằng mình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng sống lạc quan thay vì chìm trong đau khổ. Sau khi báo tin xấu, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh nhận được những lời động viên từ các đồng nghiệp, học trò cũ và người hâm mộ trên toàn thế giới. Sancho giễu cợt Ten Hag. Sau khi chính thức quay trở lại Dortmund theo hợp đồng cho mượn tới hết mùa từ Man United, cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho đã gọi phòng thay đồ của Dortmund là ngôi nhà của mình, với thái độ rõ ràng là giễu cợt huấn luyện viên MU Erik Ten Hag. Bayern không mua Pahinha. Theo nhà báo Florian Plettenberg, Bayern Munich đã quyết định không ký hợp đồng với tiền vệ Pahinha của Fulham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Một trong những lý do khiến Bayern từ chối thương vụ từng theo đuổi này là mức phí chuyển nhượng quá cao, khoảng hơn 50 triệu euro. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 12 tháng 1 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của bóng đá Nam Go. Sự ủng hộ của quý vị chính là động lực lớn nhất giúp kênh phát triển. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận của các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những bản tin tiếp theo.